buổi sáng tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với vlog của Nhung Travel. Nghe danh chợ Bắc Hà đã lâu và ngày hôm nay thì Nhung quyết định sẽ đi khám phá khu chợ nổi tiếng này. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu vào thì chúng ta sẽ có các cô bác chị đang ngồi bán rau, các loại nông sản á. Và bên này thì có một cái gian hàng bán mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ kiểu đồ gỗ ấy. Và bên cạnh có cả mây che đan ở bên này nữa. Rất là đẹp. Xinh thật đấy. Ui, còn có cái hình mà. Chợ Bắc Hà là một phiên chợ lớn ở Lào Cai. Chợ chỉ mở duy nhất vào một lần trong tuần vào ngày Chủ nhật nên là người mua và người bán tập trung ở đây rất tấp nập. Đây là một khu chợ phiên mang đậm nét văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số quanh khu Bắc Hà này nên là cũng thu hút rất nhiều khách du lịch thập phương đến tìm hiểu và trải nghiệm. Chợ thì sẽ chỉ được mở đến khoảng 2 giờ chiều thôi nên là chúng ta sẽ phải đi thật sớm nha. Sáng hôm nay thì mình đi từ thị trấn Cốc Bài để lên thế này cách tới khoảng gần 40 km. Trời nó hơi se se lạnh nên là ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định đi ăn một cái gì đó nó sẽ làm nóng cơ thể mình trước. Bây giờ thì đi vào trong khu chợ này. Chỉ rất đông người mà ở chợ này bên trong có rất nhiều các quầy sạp hàng khác nhau nên là dù bụng đói meo mà đi mãi vẫn chưa thấy chỗ nào bán đồ ăn cả. Phải đi thật sâu chút nữa thì Nhung mới phát hiện ra. À, chính là kia, ở bên kia có một cái gì đó rất lớn. Ở đây chúng ta có một cái chảo thắng cố gọi là lớn nhất của Việt Nam, đạt kỷ lục Guinness luôn. Trời ơi, một cái chảo này nó phải gấp phải, mình nghĩ là cả trăm lần một cái chảo bình thường ấy. Không biết là bao nhiêu người ăn thì mới đủ cho cái chảo này. Chảo này thì đặt ở giữa cái khu mà ẩm thực mà mình sẽ chuẩn bị tới đây. Và nó gần như là một cái biểu tượng của cái khu chợ ẩm thực này. Kế bên cạnh là một cái chảo nhỏ hơn rất đa dạng đồ ăn và mình sẽ ăn ở đây. Ngoài thắng cố thì những gian hàng này sẽ bày bán thêm cả đồ ăn sáng như là bún, miến, phở. Nhung sẽ mua một ít trứng non và kê gà, nhờ bạn chủ quán sơ chế luôn. Đây là một lạng kê này. Được thôi, 46 ạ. Thêm một ký trứng nữa nhá. Chợ bây giờ thì càng lúc càng đông hơn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ thử đi vòng quanh xem có cái gì ngon không nhá. Đây là cái gì ấy? Bánh sú. Là gì ạ? Bánh sú ấy. Bánh sú làm từ cái gì ấy? Bột nếp này, bột mì này. Bán thế nào ạ? 10.000 một lạng. Thế anh cho em 20.000. Bóc tay luôn này, tay được đúng không? Thế này đã được chưa ấy? Chưa. Nhưng mà gần đây cái gì? Cái bánh sú chỉ nhỏ nhỏ từng này thôi nên là nhìn có 2 lạng mà được nhiều lắm. Có 20 ngàn một túi như vậy, quá rẻ. Phía bên cạnh có một thứ đồ ăn rất nhiều màu sắc và đó chính là xôi ngũ sắc. Lấy một cân nhá. Một bát là bao nhiêu tiền? 10.000. Lấy cho cháu một bát thôi, cháu một mình ăn. Cô có hỏi mình là mua một cân hả?
Trời ơi, cô nghĩ sao mà mình có thể ăn hết một cân xôi vậy? Trêu vậy thôi chứ 10 ngàn một gói là quá nhiều luôn. Cái màu xanh xanh này là của cái gì đấy hả? Gần lát đấy. À. Thích màu gì nhiều hơn? À, cháu thích màu đỏ. À, thích màu đỏ. Màu xanh là của lá gì cơ ạ? Cũng lá cây hết. À, lá cây. Màu đỏ là chắc là củ dền ạ? Cũng lá cây. À, lá cây mà cho nó rất nhiều màu sắc. Trở về bàn thì đồ ăn cũng đã kịp thời được mang ra và bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái bánh sú này trước nha. Bánh hồi nãy mà mình mua ở trong chợ ấy mọi người. Khá là thơm, thơm vị của hành ấy. Trông bên ngoài nó giống như là một cái bánh kiểu làm từ bột mì sau đó thì dán lên ấy. Dạ, không cảm ơn. Trong này nói thật em ạ. Cảm giác như nó sẽ có một chút mộc nhĩ ở bên ngoài, bám ở bên ngoài. Nhưng mà ở trong thì người ta sẽ tẩm thêm gia vị vào thôi. Còn lại thì có một chút xíu là thịt. Nhưng mà nói chung là mình nghĩ là ở trên này cái thời tiết nó khá là khắc nghiệt và nó lạnh hơn so với mùa xuôi ấy. Những cái đồ xiên rán và nóng như thế này thì nó rất là phù hợp với cả thời tiết ở trên này. Cũng khá hay. Ăn cái này mà chấm với cả tương cà hoặc là tương ớt thì cũng rất là ngon. Ở đây thì mình vừa mới có gọi một suất trứng và đây là cà trần. Đây họ sẽ trần thêm cả với cả giá nữa. Đó, mọi người thấy không? Trứng rất là nhiều. À. Đây. Rất là nóng hổi. Và bên này là thắng cố. Bên này sẽ có thịt ngựa và một vài cái phần nội tạng của con ngựa ấy. Mình sẽ ăn kèm với cả rau sống luôn. Hoặc là có cái nước chấm ở đây, mình có thể chấm từ từ một chút để mình thử xem là nước chấm ở đây như nào. Nó sẽ đậm vị ớt. Trong này nó hơi giống màu của mắm tôm, màu đỏ hơn một chút thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu như là kiểu ớt tươi ấy, xong họ xay ra rất là cay. Chỉ trần vừa tới mà nó không bị khô á. Nó không phải là quá là lòng đào đâu mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là cái trứng này nó phù hợp với tất cả mọi người luôn. Ai cũng thích trứng này luôn. Ăn nó còn cảm giác như là giống vị thạch á. Đây là một quả cà. Rất là ngọt. Mình cực kỳ thích ăn cà luôn á. Lúc nào mà mẹ mình thịt gà mà con gà trống á, là mình sẽ phải xí hai quả cà của nó luôn. Mọi người đến đây thì nên thử những cái món ở Bắc Hàn như này nữa. Rất là ngon. Mình sẽ ăn phần thắng cố. Cái lớp thịt nó khá là dày. Không hề bị khô. Rất ngọt. Cái tương ớt này nó sẽ khá là cay. Và nó sẽ có những cái, trong cái bát thắng cố này nó sẽ có những cái gia vị như là hồi quế này, kể cả là hạt dổi mắc kén nữa, thành ra là nó sẽ không còn cái vị có là hơi ngái ngái của động vật, cũng như là của con ngựa hoặc là con trâu á. Khi mà chấm vào cái phần cay này, cảm giác nó sẽ tê tê ở đầu lưỡi. Ai mà không ăn cay được thì mình sẽ chấm nhẹ thôi. Nhưng mà đây sẽ là một cái gia vị mà không thể thiếu trong cái món ăn này. Đây là một suất xôi ngũ sắc của
mình chỉ 10.000 thôi mà chúng ta đã có 5 màu sắc ở đây, rất là độc đáo. Cô ấy còn cho cả vừng nữa. Mình bảo cô ấy là cho nhiều màu đỏ hơn, tại vì mình thích màu đỏ. Đây có cả màu đỏ này, màu tím, màu xanh và màu vàng của cô ấy bảo là đều nhuộm từ các loại lá cây hết á. Mình thích màu đỏ nên mình sẽ thử màu đỏ trước. Trông giống như là một cái bông hoa ngũ sắc ấy. Cái bông hoa mà hay mọc ở ven đường nhưng mà nó rất là đẹp ấy mọi người. Này thì mọi người sẽ ăn chấm cùng với cả muối vừng. Rất là dẻo. Mặc dù cô ấy đi từ 5:30 sáng nhưng mà cái giỏ xôi của cô ấy rất là ấm và nóng. Xôi rất là dẻo. Khi nào bán hết hàng thì cô ấy về, không thì cô ấy sẽ ở chợ đến 2:00 chiều đó mọi người. Nhưng mà thường thì mình thấy là xôi ngũ sắc ở đây được mọi người, đặc biệt là du khách á, đến đây khá là thích. Bởi vì một là nó lạ mắt, hai là nó cũng khá là ngon, và ba là nó vừa rẻ và nó lại còn kiểu ăn xong rồi no lâu á. Nên là chúng ta nên có thể là mua sớm cái, nếu có thời gian thì nên mua cái xôi ngũ sắc này trước, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ở Bách Hòa. Nếu không nhanh chân thì chắc chắn nó sẽ hết. Những cái màu sắc này thì mình sẽ cảm giác như kiểu ăn nó sẽ ngon miệng hơn, ăn nó cuốn hơn ấy, nó thú vị hơn là cái việc là mình ăn xôi trắng. Mặc dù chỉ là về màu sắc, màu xanh, màu đỏ, màu vàng kết hợp với nhau. Những người dân lao động thì người ta ăn xôi á, những người đi chợ người ta cũng thường hay ăn xôi để người ta có thể no lâu đến tận 2:00 chiều luôn á mọi người. Một suất 10.000 thế này là mình nghĩ là nếu mà con gái á, thì ăn phải dành cho 2 người luôn á, chứ mà một người ăn như thế này là quá đủ luôn, quá nhiều, quá trời nhiều. Hồi nãy đi qua khu chợ nông sản mà Nhung thấy có rất nhiều thứ hay ho, để bây giờ thì Nhung sẽ dẫn mọi người đi xem thử nhá. À mấy cái này là mình toàn là đồ ngâm rượu đúng không chị? Cái của chị nó là cái gì đấy ạ? Giống như gỗ đây hả chị? Cái này là cái thuốc đau khớp khác, cái đây là cái loại kia phôi phôi. Là để chữa xương khớp hả chị? Cái này nó yếu yếu, là khô sâu luôn. Cái này là cây gì ạ? Cây người ta gọi là cây thuốc. Cái này là để chữa xương khớp. Ở đây có rất là nhiều loại có thể ngâm rượu, nên là mọi người có thể mua về những cái thân cây và phơi khô. Ok, em cảm ơn chị. Đi thôi. À, thuốc chữa dạ dày. Cái này xong rồi về mình phơi khô nghiền ra. Phơi khô để phơi khô đây mới ăn, ăn tươi được rồi. Cứ sắc về uống rồi. Một tẩy. Cái này là chữa dạ dày. Tên gọi là sao? Tên là hoa ba tử. Hoa ba tử đấy. Hoa ba tử. Cái quả này ăn được hay là ngâm thuốc ạ? Cái này là khu mang ngoài mang ra. Cái này là ăn được nhưng mà chưa chín hẳn. Ăn được nhưng mà chưa chín. Bao giờ nó chín thì ăn? Chua. Nó chua ạ? À thế ạ. Còn cái này thì chắc là, cái này là mình lên rừng lấy hả chú? À, đi rừng lấy mà. Thế là lấy từ mấy hôm trước xong mình mang xuống chợ này để bán luôn. Cảm ơn chú, chúc chú bán đắt hàng. Cái gì đấy hả chị? Nhưng mà cái này để ăn à? Ăn à, xào. Nhưng mà nó là của cái con gì à? Không, đó là cái củ gì? Xong rồi ngâm ra hả? Cái gì ăn à? Cái gì ăn rồi?
này là cái gì hả bác? Bánh đúc ngô ạ. Bánh đúc ngô. À, nhưng mà cái này là mình ăn kèm với cả rau, cả nước chấm. Rau, nước chấm, rau dưa, lạc, ớt. Cái này cái gì đó? Trộn lên. Trộn lên, thái xong là bỏ nước chua vào. Nhìn trông nó giống như là cái thạch ấy. Nhìn sao quá nhưng mà. Cái này là một phần này là của mình bao nhiêu tiền ạ? 20.000 thôi ạ. Để. Nhưng mà cháu vừa ăn xôi ở trong kia, chắc là lần sau cháu đến thì cháu sẽ đây là phở. Phở này là màu hồng là do màu hồng là gạo đỏ. Gạo đỏ. Gạo nương. À gạo nương. Cái này là mình bán bao nhiêu tiền một bó này? Bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000 một bó này luôn. Dạ. Măng đắng ạ? À? Không phải đâu, ăn nữa. Ngon lắm cái này, ăn này ạ. À. Nhưng mà có để được lâu không ạ? Hả? Có để được lâu không ạ? À, thì hôm qua to đấy. Đây là rau, gọi là rau gì ạ chị? Rau hala. Dạ. Tẩu hala. Tẩu hala. Tẩu hala. Cái này ăn lẩu cũng được. À, nấu canh thằng cố đúng không chị? Cho vào được đúng không? Có ăn được cùng với thằng cố không? Hả? Có ăn được cùng với thằng cố không? Được. Dạ. Lát nữa cho em quay lại. Cảm ơn chị. Nhiệt tình biểu diễn rồi. Bên cạnh cái khu chợ mà nông sản và đồ ăn ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái khu chợ khác ở chợ Bắc Hà. Ở đây thì người ta sẽ bán các loại như là gia súc, gia cầm, có cả chợ chó nữa. Đó. Đi đến đấy thì chúng ta sẽ phải đi qua một cái cầu ở bên kia. Bên này có rất nhiều chó. Này cũng là giống gì hả chị? Chị cũng chả biết. Nhưng mà con mẹ của nó là giống gì? Hay là nó là giống lai à? Giống lai thì mày. Lai à? Xinh nhỉ? Nó lai mẹ nó cũng gần giống như này, không có đi lai. Lai con tinh gì. Chị cũng chẳng biết giống xin. Một con này là chị bán bao nhiêu tiền? 200. Cái đấy tôi nói à, không? Rẻ thì cái cũng là 200 hết. Đi hết chợ chó thì chúng ta sẽ đến chợ gia súc gia cầm. Ở đây sẽ là mấy cái con lợn. Lợn bản luôn đấy chị.
Lợn bản ạ. Lợn bản mà. À thế ạ, lợn đen luôn ạ. Đen luôn, không phải là... Ừ. Chợ Bắc Hà thì sẽ được chia thành 4 khu vực chính, đó là hàng nông sản, khu động vật gia súc, khu quần áo trang sức và hàng nông cụ lao động. Mỗi một khu thì sẽ có những nét riêng nổi bật của các đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế nên đây chắc chắn sẽ là một điểm đến hứa hẹn có vô vàn thứ để du khách có thể trải nghiệm và khám phá. Mùi mây. Đây là hạt tam giác mạch này. Ngay xong mình sẽ gieo xuống để tạo hoa. Vừa rồi thì Nhung vừa mới khám phá mọi ngóc ngách ở chợ Bắc Hà. Mọi người cảm thấy nơi này như thế nào? Nhớ comment ở phần bên dưới nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhung nhé.